Thì sau khi vãng sanh, nhất định một đời thành Phật, chứng được cứu cánh viên mãn. Trong 84,000 pháp môn đều không có, chỉ có ở pháp môn này. Khi chúng ta hiểu rõ vấn đề này, phải đặc biệt coi trọng. Chúng ta nhất định phải nỗ lực hành thiện. Hành thiện chính là phải đoạn ác, đoạn trừ tất cả những khuyết điểm tập khí của chúng ta. Chúng ta không thể không biết điều kiện vãng sanh thật sự. Điều kiện thật sự không phải là hình thức. Đức Phật đã nói một cách rõ ràng, tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã đưa ra điều kiện này, có ba bậc: tâm thanh tịnh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư; tâm bình đẳng, sanh vào cõi phương tiện hữu dư; sau cùng là giác tức đại triệt đại ngộ, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Quý vị xem, điều kiện vãng sanh đều được nói rõ ràng trên đề kinh. Hai điều kiện sau chúng ta không đạt được, nhưng phải đạt được điều kiện đầu tiên, tức là nhất định phải có tâm thanh tịnh. Phương pháp tu tâm thanh tịnh chúng tôi cũng có nói rất nhiều lần. Thanh tịnh nhất là gì? A-di-đà Phật là thanh tịnh nhất. Câu Phật hiệu A-di-đà Phật này trong lục đạo không có, trong 10 pháp giới cũng không có. Trong cõi nước của 3 đời 10 phương chư Phật cũng không có. Vậy ở đâu có? Thế giới Tây Phương Cực Lạc có, nơi Phật A-di-đà có. Bởi thế niệm câu A-di-đà Phật này chính là tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương là tịnh độ, là tịnh độ thu thắng nhất trong tịnh độ của tất cả chư Phật. Niệm câu A-di-đà Phật này là tu tịnh độ thu thắng nhất. Hiện nay chúng ta tu tịnh độ có vấn đề. Vấn đề ở đâu? Do tạp niệm quá nhiều. Bởi vậy chúng ta nên tính bài toán này. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta niệm A-di-đà Phật được bao nhiêu tiếng? Và bao nhiêu tiếng là tạp niệm? Nếu chúng ta niệm Phật nhiều hơn tạp niệm là đang hướng về tịnh độ. Còn như tạp niệm nhiều hơn niệm Phật thì trong đời này vãng sanh có vấn đề, không chắc chắn được vãng sanh. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta niệm Phật trên 12 tiếng. Không nhất định phải niệm bằng miệng, trong lòng có niệm là được rồi. Trong kinh nói rất rõ ràng, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại đương lai nhất định thấy Phật. Nhớ Phật là trong tâm ta có Phật, luôn nhớ nghĩ đến Phật, trong tâm có Phật. Tuy là miệng không niệm, nhưng trong tâm luôn có Phật, như vậy gọi là niệm Phật. Niệm Phật là trong tâm có Phật. Trong lòng không có Phật, chỉ niệm bằng miệng không được, cũng vô ích. Trong hệ niệm Phật sự, Thiền sư Trung Phong đã nói hai câu. Hai câu này Ngài nói hay quá. Tâm tôi tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm tôi. Ở đây tức là tịnh độ, tịnh độ tức là ở đây.
Hai câu này đã nói một cách rốt ráo về Phật A-di-đà và thế giới cực lạc.